ơi, con đã nắng được những con gì rồi nè? Dạ con hả? Con nắng được hai con trâu, cô gái nè, và con Doraemon và cái bông hoa nữa. Giỏi quá ta. Nhưng mà con ơi, con biết cái đất mà con nắng vậy là có cái tên gọi là cái gì không? Dạ đất này là tên là đất phù sa. Đất này là đất sét. Con biết không? Đất sét không những là làm mà gạch, ngói, gốm, sứ để xây nhà, mà còn có công dụng làm mỹ phẩm rồi làm món ăn nữa đó nha con. Mà hay quá ha bà nội. Đất sét mà còn làm được món ăn nữa, nghĩ cũng lạ lắm mà nha. Để bà nội kể cho con nghe câu chuyện này, rồi con đoán thử coi đất sét làm được món ăn gì nha. Nếu mà con đoán đúng thì chiều nay con được ăn luôn á. Dạ, như bà nội kể cho con nghe đi bà nội. Hồi xưa đó, có một cái anh chàng này ăn cắp con gà. Vừa ăn cắp xong, nhóm lửa lên thì nghe tiếng của binh lính ở ngoài đường rần rộ. Anh này hoảng sợ, vội lấy đất sét này nắng vô con gà cho kín, xong rồi quăng vô cái đống lửa. Tới khi mà binh lính đi rồi đó, anh nhà nghèo đó mới quay trở lại, mới lật đật lượm cái cục đất sét ra, dỡ ra thấy một cái con gà nó chín mà nó thơm mà ngon dữ lắm luôn á con. À vậy là con biết món gì rồi, gà nướng đất sét đúng không bà nội? Đúng rồi đó. Vậy là cháu tôi sẽ được thưởng thức món gà nướng đất sét nhờ chương trình bếp quê giới thiệu món ăn này. Kính chào quý khán giả, chào hai bà cháu. Trong chương trình bếp quê ngày hôm nay thì Kim Trinh sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả món gà nướng đất sét, một món ăn dân dã nhưng mà không kém phần độc đáo ở vùng quê miền Tây. Đồng hành cùng với Kim Trinh là anh Bùi Hữu Quốc. Tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng chương trình bếp quê kỳ này. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến quý khán giả món ăn gà nướng đất sét. Món ăn này gồm những nguyên liệu sau. Thưa quý khán giả, không gian bếp quê hôm nay không phải là những góc bếp quen thuộc như là những số trước, mà là ở một góc giường. Không gian như vậy là hợp với món gà nướng đất sét phải không anh Quốc? À đúng rồi Kim Trinh. À, cái món ăn này là nó sẽ phù hợp với cái không gian mà rộng lớn, tại vì cái món ăn mình nó cái lượng lửa và cái lượng khói nó hơi cũng hơi nhiều. À, cho nên cái món ăn này sẽ phù hợp với góc giường như thế này. Cũng như ngày xưa là mình được những con gà con vịt gì đó, người ta sẽ bắt rồi người ta cũng nướng một cái không gian lớn ngoài ruộng. À, mình mùa làm lúa thì người ta sẽ lấy gom, rồi người ta nắng đắt vô con gà con vịt người ta đã bắt được, rồi người ta sẽ nướng. Mình có thể sử dụng củi lửa bất cứ cái gì nào để lửa lớn. Nguyên liệu em thấy bày đủ rồi nè anh. Bây giờ mình sẽ làm cái gì đầu tiên hả anh Quốc? Thứ nhất là gà vườn, rồi mình sẽ mần sạch ha, không phải mổ tét ra, để mình cái này để giữ cái độ ẩm của con gà. Muối cục tốt nhất là mình nên rang nó để cho nó thẩm thấu nhanh như gà. Gan mình đâm nhuyễn nó ra. Thì đây là phần muối này anh cũng đã chuẩn bị sẵn ha. Con gà này 1,5 kg thì mình phải dùng khoảng 60 gram muối. Món này á anh Quốc, ngày xưa là người ta còn gọi là gà ăn mày phải không anh? À đúng em, món ngày xưa người ta gọi là món gà ăn mày á. Người ta có thể người ta bắt được rồi xong người ta nắng vô cái lông đó luôn. Tại vì mình không có điều kiện mà đi ruộng giữa ruộng mà gặp con gì bắt. Bây giờ mình có thể mình có điều kiện thì mình làm sạch nó. Sạch nó không phải là nó mất ngon, mà sạch nó là để cho nó có thẩm mỹ với vệ sinh á. Với món gà nướng đất sét này, cần chọn loại gà thả vườn vừa mới lớn, nặng tầm 1,4 kg đến 1,5 kg. Vì khi đó thịt gà chắc, có độ mềm vừa phải, lại không bị dai. Khi nướng cũng mất ít thời gian so với gà già. Muối và các loại gia vị ướp chủ yếu ở phần bên trong. Bên ngoài da chỉ ướp một ít để khi thành phẩm gà có màu vàng đẹp. Củ hành mình sẽ nhét vào bụng đó. Cho nó bớt mùi hay sao anh? À, thứ nhất là nó sẽ có mùi thơm. Và hành mình bỏ vào bụng nó sẽ giữ lại cái độ ẩm, nó không bị khô.
vừa ướp xong là chờ cho gà thấm mới nướng ha anh. Mình ướp xong thì mình để khoảng tầm 15 hoặc 30 phút thì con gà nó mới thấm. Trong thời gian chờ đợi con gà nó thấm gia vị đó anh, em tiếp anh nhóm lửa lên ha. À, Kim Chinh tiếp anh ha. Bây giờ là tới lúc mình bó gà lại phải không anh? Ừ, đúng rồi, trong thời gian mình chờ đợi là khoảng 15 đến 30 phút thì nó đã thấm rồi. Mình sẽ quấn lá sen. Thì mình không phải là nói là lá sen không, chuối nó nhìn cũng quấn được. Đất sét nó sẽ giữ hơi nóng dữ lắm. Nếu mình không có quấn gì là cái lớp da mình sẽ hư hết. Gà nướng đất sét tuy là món ăn dân dã, nhưng xem ra cũng thật kỳ công và cần sự khéo léo trong chế biến. Khâu bọc đất sét cho gà cũng cần lưu ý bọc đều tay, nếu không khi nướng, gà dễ bị cháy xém. Dù vậy, gà nướng đất sét vẫn là món ăn dân dã, mộc mạc hàng đầu, gợi nhớ về quê hương miền Tây từ những ngày đầu khai quang mở cõi. Rồi nắng xong vậy là anh đem nướng luôn được rồi ha anh Quốc? Đúng rồi đó, mình sẽ tiến hành nướng. Đó, mình phủ đều vậy nè. Nếu mình gom cũng vậy đó em, gom là mình cũng phải phủ lên vậy. Nướng gà là công đoạn lâu nhất. Phải mất từ 45 phút đến 1 tiếng liên tục, phần đất sét mới đủ nóng, ngấm vào bên trong và làm chín thịt gà. Khi thấy lớp đất sét bên ngoài khô, săn cứng lại và nứt ra thì cũng là lúc món ăn đã sẵn sàng. Rồi bây giờ mình chỉ cần gỡ lá nhẹ nhẹ, rồi cuối cùng là còn con gà nguyên. Cảm ơn anh Quốc đã giới thiệu cái món ăn độc đáo ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, món gà nướng đất sét có thể ăn không hoặc là ăn chung với cơm hay là xôi đều rất ngon. Gà nướng kiểu này rất là thơm và giữ được cái độ ngọt của thịt gà. Gà nướng đất sét thì chấm với muối ớt chanh, ngoài ra thì có thể dùng với nước mắm, loại nước mắm trong ngon, dầm thêm ít ớt cay cay để mà giữ được cái độ đậm đà thơm ngon của món ăn. Chương trình Bếp Quê kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn nước mắm Quốc Hải đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, thân ái mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.